Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 52 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 52 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, bên trong Hương Sa, Diệp Húc một quang quét tới, chỉ thấy cách đó hơn 10 dặm có một chiếc giường mây ầm ầm lái tới. Giường mây này vừa to lại vừa mềm, dài đến 100 mét. Chuỗi ngọc làm chướng, ôn ngọc làm giường, mây mù lượn lờ có vẻ cực kỳ là thi thích, tốc độ cũng cực nhanh. Một nam tử trẻ tuổi tà tà nằm ở đầu giường, bên cạnh có vài chục nữ tử phục thị, oanh ca yến hót, kim ngọc ti trúc, tiếng nhạc du dương dễ nghe. Chỉ thấy một đám nữ tử xinh đẹp ở đầu giường nhẹ nhàng nhảy múa, trong đó một nữ tử áo trắng, ống tay áo vũ động, ngâm sướng mà nói: "Hối tiếc giao nước sơn trọng, tương tư toan tính bất tận, đáng tiếc vận đầu nhọn cả ngày ở trong da. Vài nại ra ứng chỉ noãn, tần ma nhanh uyển chiều. Cử này rút ra sau, không sao muốn thế nào, muốn thế nào." Thanh âm phóng đãng, làn điệu kiều diễm, ca từ lại càng khó nghe. Nam tử trẻ tuổi kia một tay chụp lấy nữ tử áo trắng này ôm vào trong ngực, đại thủ cao thấp mà chạy loạn, bắt được bộ ngực sữa liền dùng sức mà sờ xoa nắn liên tục. Chỉ thấy nàng kia lên một tiếng, sắc mặt phấn hồng thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn hướng đại hán này, mục như thu đầm, tựa hồ có thể tràn ra nước vậy. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, có vẻ cực kỳ bá đạo, vừa rồi chính là người này ra tay tính toán bắt hết đám nữ tử Khúc Phi Yên. Hắn cười nói: "Nữ đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông có khác một phen tỉnh thú, có thể từ xa ngắm nhìn, cũng có thể chơi bời, xoa bóp, có một hương vị thật khác cả. Nữ nhân như vậy, cư nhiên hội tụ sau lưng một tiểu tử, còn là vị thanh niên, thật sự là phong phú của trời." Nữ tử áo trắng kiều tiếu nói: "Tần sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn thu giữ mấy tiểu muội muội này lại sao?" Nữ đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, nếu như có thể thu làm thị thiếp được, tiệu là tỉ muội của các ngươi, ta thiết nghĩ như thế cũng có thể khiến cho mặt mũi của Bổ Thiên Ma Tông ta sáng chói đấy chứ." Người này tên là Tần Phương đứng người lên, vài thiếu phụ trẻ tuổi vội vàng đẩy ra chuỗi ngọc hướng bọn người Diệp Húc nhìn ra cười nói: "Đám tiểu dâm phụ các ngươi cư nhiên dám phản kháng ta, các ngươi hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống xưng thần, tự động leo lên trên giường của ta, tận tình hầu hạ ta đi, ta liền tha cho các ngươi không chết kìa." "Vô liêm sỉ, làm can, thật là vương bắt đản mà." Bên trong Hương Sa, mấy nữ hài Khúc Phi Yên sát khí lành lạnh, nhất tề tế lên đan đỉnh, từng ngụm đại đỉnh ầm ầm mà trướng đại, biến thành phương viên 100 mét lớn nhỏ, phát ra tiếng nổ ù ù đánh tới rừng mây. "Nguyên lai là đệ tử của Bổ Thiên Các, cái tên hỗn đản này rõ ràng dám đồng thủ với Thánh Tông đệ tử bọn ta sao?" "Bổ Thiên Các bài danh lục phái chi mạt cũng dám hướng chúng ta khiêu khích ư? Đem cái tôn hỗn đản này mà làm thịt, thị thiếp hết thảy dứt sạch, cướp đoạt rừng mây cùng bảo vật của hắn ta." Diệp Húc không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng nữ hài này ra tay sinh mãnh đến cực điểm, một lời không hợp liền động thủ giết người. Hắn mấy ngày nay ở cùng với bọn người Khúc Phi Yên, Cổ Nguyệt Nhi, các cô gái một mực ôn nhu động lòng người, một bộ tiểu gia ngọc bích, không nghĩ tới khi động thủ lại sắc bén cỡ này. "Mấy ngày nay ở chung cũng làm cho ta quên mất, những tiểu nữ nhân này đều là nữ ba đầu của ma tông ta, tâm ngoan thủ lát, có ai mà không phải là nhân vật giết người không chớp mắt cơ chứ." "Có thể gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông phải cho hết tài năng trong đợt tuyển chọn đệ tử của Ma Tông, phải từ trong chém giết không ngừng giữa tinh anh đệ tử của các môn phái mà sống đến cuối cùng. Bởi vậy, đám Khúc Phi Yên cũng chẳng phải bình hoa di động, chỉ để trưng bày cho đẹp mà thôi. Sự khác biệt, thủ đoạn của các nàng tàn nhẫn, ở trong môn phái khác đều là nhân vật cấp ma đầu." Tần Phương chưa từng ngờ tới những thiếu nữ này sẽ sinh mãnh như thế, vội vàng quát lên một tiếng, đồng dạng cũng tiến lên một ngụm đan đỉnh. Trong đỉnh huyễn đan đêm ngày đen tối, như ẩn như hiện vậy. Tu vi của hắn so với bọn người Khúc Phi Yên cao hơn một bậc, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn người Khúc Phi Yên liên thủ, bị bảy khẩu đan đỉnh áp chế
liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát: "Thúy Vân, còn không giúp ta hàng phục những tiểu yêu nghiệt này đi!" Phía sau hắn, những thị thiếp kia nghe xong nhất tề quát tháo một tiếng, từng ngụm đan đỉnh từ trong miệng của các nàng bay ra, trong đỉnh chảy ra một đạo chân nguyên trường hà, gào thét mà dậy, rót vào trong đan đỉnh của Tần Phương. Diệp Húc nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Những thị thiếp này của Tần Phương toàn bộ đều là đan đỉnh kỳ cao thủ, tu vi của từng thị thiếp cũng không yếu. Đan đỉnh kỳ nữ vũ sĩ như thế nào lại làm thị thiếp cho người khác như vậy? Hơn nữa thậm chí còn có 40 thị thiếp nữa kìa. Hắn lại không biết Bổ Thiên Các Hùng, Hoàng Tuyền Ma Tông đại hữu bất đồng. Trong môn phái này, nam đệ tử địa vị cực cao, vô cùng tôn quý, phong lưu phóng khoáng, mà nữ đệ tử chỉ là phụ thuộc, là đồ chơi của nam đệ tử. Một nam đệ tử Bổ Thiên Các muốn kết hôn với bao nhiêu nữ đệ tử thì liền lấy bấy nhiêu người. Chỉ thấy khỏa huyễn đan trong đan đỉnh của Tần Phương được dòng sông chân nguyên làm dịu, lập tức càng ngày càng sáng ngời, ẩn giòn tản mát ra mênh mông uy năng. Chỉ nghe răng sắc một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm sét giữa trời quang, khỏa huyễn đan trong đan đỉnh của Tần Phương đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, biến thành một khỏa đan nguyên thật sự, bay ra khỏi đỉnh, lập tức bước lui đan đỉnh của bọn người Khúc Phi Yên. Tần Phương cười ha ha, vươn người đứng dậy, phiêu phù ở trên không trung rừng mây, nhìn bọn người Khúc Phi Yên mỉm cười nói: "Các vị không nghĩ tới sao? Bổ Thiên Các ta tuy không bằng Hoàng Tuyển Ma Tông các ngươi, nhưng tâm pháp của Bổ Thiên Các ta có thể tập trung tu vi của rất nhiều người lại là một. Lúc này ta đã là nguyên đan kỳ cường giả, bắt giữ các ngươi dễ như trở bàn tay vậy." Việt Thanh Tú cười lạnh nói: "Ồ, thật là dõng dạc. Tâm pháp của Bổ Thiên Các mặc dù tuyệt diệu, thế nhưng không thể bền bỉ được. Các tỷ muội cùng tiến lên, đem cái tên nhãi này tươi sống ngực hắn chết đi." Bọn Khúc Phi Yên o o bay lên, từ xa liền thi triển vô pháp vô bảo, trong đó có tú cầu, lược, bảo sai, gương đồng, cầm sắt, đủ mọi loại, hướng Tần Phương cùng với tỷ thiếp của hắn giết tới, dị sắc lộ ra. Diệp Húc nhìn mà thấy nghẹn họng chân chối, lẩm bẩm mà nói: "Những nữ hại tử này như thế nào lại luyện chế toàn là những vu bảo linh tinh toái toái kiểu này như vậy? Vu bảo của Việt Thanh Tú lại là còn là sẻng sẻng hoa với Ngọc Quốc nữa chứ." Việt Thanh Tú can ngọc sừ chém thẳng về phía đầu của Tần Phương, nào đâu còn có bộ dạng mềm mại ôn nhu lúc trước nữa đây. Diệp Húc cẩn thận quan chiến, chỉ thấy thực lực của Tần Phương so với bọn người Khúc Phi Yên xác thực khủng bố hơn so với vừa nãy mấy lần. Bất quá hắn ra tay tuy y thế cực kỳ to lớn, nhưng so với cao thủ như Hoàng Sán, Tất Phượng Sơn thì kém sắc không ít. Bọn người Khúc Phi Yên còn có thể ứng phó được. Những thị thiếp kia của Tần Phương đứng ở trên giường mây không ngừng phát ra vô pháp công hướng bọn người Khúc Phi Yên, tăng thêm phiền toái cho họ. "Tập hợp tu vi của mọi người lại một thân, tâm pháp của Bổ Thiên Các xác thực là tinh diệu. Bất quá cái loại cưỡng chế để cao cảnh giới này chắc chắn cực kỳ là không ổn định rồi. Tuy có được tu vi của nguyên đan kỳ, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể phát huy ra được hết uy lực của nguyên đan kỳ." Diệp Húc xem chỉ trong chốc lát thầm nghĩ: "Nếu như đổi lại là Hoàng Sán, chỉ sợ một chiêu liền có thể đánh bại bọn Khúc Phi Yên này rồi, chứ còn cần gì phải chiến đấu lâu như vậy đây." Lúc này hắn mới đứng dậy, nguyên công vận chuyển, thân thể lập tức trở nên vừa cao vừa gầy. Thân hình Diệp Húc hơi lay động một chút, nội thể liền phát ra lôi âm cuồn cuộn. Thân thể của hắn dung nhập 199 mặt Thái Dương Tinh Phiên, so với vu bảo cấp chiến giáo bình thường còn cường hãn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể cùng Hoàng Sán liều mạng một chiêu mà không tử. Đoang! Đại diễn thần trung đột nhiên bay ra từ trong Nhân Bảo Kim Luân, rồi xoay quanh trên đỉnh đầu của Diệp Húc, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi lớn bị móc ngược trên đỉnh đầu của hắn vậy. Diệp Húc thò tay phải ra, chỉ thấy khẩu trung lớn này chậm rãi rơi xuống, bị hắn nắm ở trong tay. "Bọn Khúc Phi Yên cùng Nguyệt Nhi muốn thắng đám đệ tử này của Bổ Thiên Các thì căn bản là không có khả năng rồi. Hãy để cho ta tới trợ giúp các nàng một tay vậy." Diệp Húc một bước bước về phía trước, thân ảnh lập tức hiện ra trên đỉnh đầu Tần Phương. Trung lớn úp xuống phía dưới, ẩn ẩn bao lại hơn 40 nữ đệ tử Bổ Thiên Các ở trên rừng mây. Cạch một tiếng, ma âm của thần trung vang vọng, từng đạo âm ba ở trên không trung tạo thành ký hiệu quét ngang mọi nơi, hung hăng đâm vào trên rừng mây. Chỉ thấy đan đỉnh của bọn nữ tử áo trắng bị ma âm của thần trung chấn cho nứt tùm nùm, tùy thời đều có khả năng bị nghiền nát. Đan đỉnh của các nàng vỡ tan, tâm thần cùng chân nguyên lập tức trọng thương thổ huyết, không khỏi hoa dung thất sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một miệng chuông tối như mực treo ở trên rừng mây vậy. Cạch một tiếng, đại thủ của Diệp Húc lại lần nữa hung hăng đập lên trên thân chuông, chỉ nghe thình thịch bùm bùm bạo vang lên không dứt,
đan đỉnh của các nữ tử áo trắng cũng bị nghiền nát. Hơn 40 tuyệt đại danh nhân sắc mặt thảm đạm, ngũ tạng lục phủ đã bị thần trung ma âm đánh sâu vào, không khỏi thất khiếu chảy máu, thần sắc khéo ngưng, không chịu nổi. Tần sư huynh, có người đánh lén chúng ta kìa. Nữ tử áo trắng sầu thảm nói không ra hơi. Ngươi mà còn không ra tay nữa thì chúng ta liền đều phải chết cả. Tần Phương rốt cục cũng chú ý tới Diệp Húc, không khỏi sắc mặt kịch biến quát lên. Dám giết nữ nhân của ta, ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Húc mắt đít tay ngơ, chỉ nghe tay nâng tay rơi, thần trung cạch cạch minh hưởng, cách xa nhau không dứt. Hơn 40 nữ đệ tử của Bổ Thiên Các thân hình đều nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Tần Phương bị quẫn gần chết, nguyên đan đột nhiên vỡ tan, lại hóa thành một quả huyễn đan, rơi vào trong đan đỉnh của hắn. Ta liều mạng với ngươi. Hắn tiến lên đan đỉnh, phi thân lên, mang theo rừng mây đánh về phía Diệp Húc, khí thế thảm thiết. Đám nữ nhân Khúc Phi Yên, Cổ Phi Nguyệt lại là một loạt lên xuống. Tú Cầu, Lược, Bảo Sai, Khương Đồng, Ngọc Sử đều nện xuống, đến cả đan đỉnh của hắn đều bị đập bể nát bấy. Việt Thanh Tú tiến lên cái cuốc chém lên trên ót của hắn, đưa hắn quật ngã. Tần Phương vừa sợ vừa giận, không dám lại đi đối phó với Diệp Phúc nữa, vội vàng tiến lên rừng mây, dùng dương làm bảo hướng chúng nữ mà quét tới. Khúc Phi Yên đẳng nữ nhất tề tiến lên đan đỉnh chấn áp xuống, lập tức đem cái rừng lớn này áp chế không cách nào mà động đậy. Tần Phương nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị Tú Cầu của Cổ Nguyệt Nhi nện đến đầu choáng mắt hoa, vội vàng vứt bỏ rừng mây, xoay người bỏ chạy, thân hình hóa thành một đạo ô quang chạy thẳng vào trong vạn của ma vực. Thấy bọn người Diệp Húc không có đuổi theo, quay đầu lại hung dữ trừng mắt với Diệp Húc, điềm nhiên nói: người giết thị thiếp của ta, ta cùng với ngươi bất cộng đái thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt mà nói: không có mắt, vị này chính là Diệp sư thúc của chúng ta, nếu không phải tính tình của Diệp sư thúc ôn hòa, mười ngươi cũng đều đã chết cả rồi. Sao, nhân vật cấp trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông sao? Tần Phương lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Hắn nguyên bản thấy Diệp Húc từ nhỏ, hơn nữa chỉ có hạo nguyệt kỳ tu vi, cho rằng chỉ là nhân tình mà bọn Khúc Phi Yên nuôi, không ngờ lại là cao thủ thế hệ trước. Hắn lảo đảo mà đi, chính là đến tâm tư báo thù cũng chẳng còn nữa. Hắn thầm nghĩ: đáng hận, thật sự đáng hận mà. Họ Diệp này rõ ràng giấu giếm tu vi, giả bộ như chính mình chỉ có hạo nguyệt kỳ. Nếu như hắn đem tu vi toàn bộ phóng thích, ta như thế nào dám đi trêu chọc vào hắn ta chứ? Wow, một cái giường thật lớn à. Lúc này các cô gái thanh lý sạch sẽ giường mây, ra cho Cổ Nguyệt Nhi tế luyện. Cổ Nguyệt Nhi tế luyện một phen xong, chỉ thấy 7 tên thiếu nữ đều nhảy lên trên giường, lăn qua lăn lại, vui cười mà chơi đùa. Cổ Nguyệt Nhi ngoắc ngoắc Diệp Húc, cười khanh khách nói: tiểu sư thúc, ngươi cũng lên trên giường với ta đi. Việt Thanh Tú trêu ghẹo nói: giường của Nguyệt Nhi muội muội vừa to lại vừa mềm, tiểu sư thúc đi lên đi, tỉ muội chúng ta thay nhau hầu hạ ngươi, khiến ngươi khoái hoạt kìa. Diệp Húc mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, leo lên trên giường mây, ngồi thẳng xuống. Bọn Việt Thanh Tú thật không có quấy rầy với hắn. Khúc Phi Yên thu lại hương xa, cười nói: cái giường này xác thực thoải mái, thật sự là xa hoa. Từ nay về sau Nguyệt Nhi ngươi phải thường xuyên tế ra cho tỉ muội chúng ta đùa giỡn kìa. Thật đáng tiếc, cung tỷ tỷ cũng không có tới, nếu không sẽ hâm mộ chết nàng. Chúng nữ cưỡi rừng mây chạy vào trong vạn cổ ma vực, chỉ thấy phiến ma vực này tình cảnh bi thảm khiến Diệp Húc xách xách sưng kỳ lạ. Trong dãy núi này rõ ràng không có nước biển, ở đây phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem nước biển gạt ra. Một khối vạn năm huyền thiết thật là to. Việt Thanh Tú nghe vậy sắc mặt cũng biến sắc, chỉ hướng xa xa kêu lên: ồ, vạn năm huyền thiết kìa. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi nhỏ huyền thiết trôi nổi trên không trung, trong nội tâm không khỏi chấn động. Khối huyền thiết này chỉ sợ là một kiện vu bảo bị đánh nát, vẫn còn bảo tồn được uy năng lúc trước của vu bảo, bởi vậy mới có thể lăng không huyền phù. Vạn năm huyền thiết tuy kém hơn so với thâm cốc thiết tinh một cấp bậc, nhưng cũng là vật luyện khí cực tốt. Một khối vạn năm huyền thiết lớn như vậy, chỉ sợ sức nặng là kinh người. Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong vạn cổ ma vực cũng không có thiếu vu bảo tàn phiến ở giữa không trung trôi nổi, hình thù quái dị, đều bị tàn phá đến không chịu nổi. Có cái đâm vào trong núi, bộc phát ra một mảnh bảo quang, liền đem đỉnh núi đục nát. Thượng cổ đại phái này, đến được cùng xảy ra biến cố gì vậy? Tại sao lại có nhiều vu bảo đến như vậy bị đánh nát chứ? Vu sĩ có thể luyện chế ra vu bảo có uy lực cường đại như vậy, tu vi khẳng định là bí hiểm.
đặt ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông ta cũng là nhân vật nổi tiếng. Môn phái như vậy sao lại có thể bị diệt môn được? Càng làm cho hắn thấy hiếu kỳ chính là nghe nói trong Hải Ngoại Tiên Các có người sản xuất bích huyết tiên tinh, truyền thuyết là một giọt máu do viễn cổ tiên nhân lưu lại, dẫn tới cạnh tranh của rất nhiều đại lão. Viễn cổ tiên nhân đó là truyền thuyết vô cùng lâu đời, là hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng với vũ đạo. Diệp Phúc có sự hoài nghi cực kỳ sâu sắc đối với bích huyết tiên tinh này. Thời kỳ viễn cổ, lục đạo luân hồi chưa bị phá diệt, trong truyền thuyết tiên nhân thoát khỏi khống chế của lục đạo luân hồi, trường sinh bất tử, mà vũ giới hiện tại nếu so với thực lực thì chưa chắc đã kém gì tiên nhân, thế nhưng tuổi thọ lại thấp hơn rất nhiều. Cho dù là vu hoàng, thiên đế, thọ nguyên cũng là có hạn. Đại nạn vừa đến, ắt ngọc vẫn hưng tiêu, hồn quy thiên địa, nguyên thần phân giải mà hóa thành chúng sinh tinh hồn. Nếu không phải như thế, giọt bích huyết tiên tinh này cũng sẽ không gây ra oanh động lớn như vậy khi đấu giá ở Hải Ngoại Tiên Các. Những đại lão kia sở dĩ điên cuồng cạnh tranh bích huyết tiên tinh, đơn giản là muốn thông qua tiên tinh chi huyết nghiên cứu ra ảo diệu của trường sinh bất tử. Bất quá giọt bích huyết tiên tinh này có phải là tiên nhân chi huyết chân chính hay không thì rất đáng hoài nghi. Nào các tỉ muội, chúng ta mau mau đến thu lái khối vạn năm huyền thiết này đi thôi. Cổ Nguyệt Nhi thúc giục rừng mây bay về phía khối vạn năm huyền thiết kia. Bất quá tiến vào trong vạn cổ ma vực cũng không phải là chỉ có mấy người bọn họ, chỉ thấy một nam tử tuổi còn trẻ, tóc phất phới, sau một khắc liền chạy đến chỗ cách huyền thiết không xa, quát chói tai liên tục, tóc hất lên, chỉ thấy sợi tóc của hắn đón gió lập tức liền dài, hóa thành ô ti dài đến mấy trăm mét, bay về phía khối huyền thiết kia. Nam tử trẻ tuổi này lại đem tóc của mình luyện thành vũ bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Luyện khí tông đệ tử cư nhiên cũng tới sao? Khúc Phi Yên thất thanh nói, con mắt chăm chú nhìn thẳng vũ sĩ trẻ tuổi nọ. Sao, luyện khí tông có địa vị như thế nào vậy? Diệp Phúc không khỏi hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi. Hắn cẩn thận dò xét đệ tử này của luyện khí tông, chỉ thấy trên thân người này ẩn ẩn để lộ ra vô số đạo bảo quang, hiển nhiên trong cơ thể có dấu không biết bao nhiêu là vũ bảo. Cách làm tuy khác với hắn đánh tinh phiên vào trong các khiếu huyệt trong cơ thể, thế nhưng kết quả lại giống đến kỳ diệu, đem vũ bảo dung nhập vào các khiếu huyệt, tăng lên cường độ của thân thể. Khúc Phi Yên lườm hắn một cái, thấp giọng mà nói, luyện khí tông trong lục phái ma đạo là đại phái bài danh đệ tam, còn trên cả Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta, thủ đoạn luyện khí có thể nói là thiên hạ độc bộ. Đệ tử của luyện khí tông ỷ vào vu bảo cường hoành, một mực vững vàng áp chế trên đầu thánh tông ta kìa. Tiểu sư thúc, những điều này ngươi cũng không biết hay sao? Diệp Húc lắc đầu, sau khi hắn gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông thì sư phụ cũng chết, làm sao mà biết được những kiến thức cơ bản này được đây. Khúc khích một tiếng, nam tử trẻ tuổi kia dùng tóc đâm thủng khối vạn năm huyền thiết. Trên sợi tóc, một tia hỏa diễm trắng bạch toàn động, chỉ thấy huyền thiết đang dần dần thu nhỏ lại, bị những hỏa diễm rất nhỏ kia đốt tan ra, rót vào trong sợi tóc của hắn. Đệ tử này của luyện khí tông ta có biết, tên là Tạ Ngưu Thần, tu vi bất quá là hỗn nguyên kỳ thôi, cư nhiên luyện thành huyền âm ma diễm trong cửu đại thần hóa, thật sự là biến thái mà. Cổ Nguyệt Nhi tức giận bất bình, đột nhiên nghĩ đến vị tiểu sư thúc bên cạnh mình đây lại càng thêm biến thái, dùng hạo nguyệt kỳ tu vi thậm chí luyện thành thái âm xích huyết thần diễm cùng thái dương chân hỏa thì không khỏi chán nản. Tạ Ngưu Thần của luyện khí tông đỉnh đầu ngàn vạn sợi tóc bay múa, không ngừng đem vạn năm huyền thiết kia luyện nhập vào trong tóc của mình, xa xa nhìn qua bọn người Diệp Húc nao nao, cười lạnh mà nói, ồ, nguyên lai là nữ đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, mà thiếu niên còn lại chẳng lẽ là đệ tử của Minh Hà Giáo sao? Hoàng Tuyển Ma Tông sao lại cùng Minh Hà Giáo ở cùng một chỗ như vậy, lại còn có vẻ xem hắn như bảo bối vậy? Hắn lại dò xét Diệp Húc vài lần, chỉ thấy đỉnh đầu Diệp Húc ngoại trừ đại diễn thần trung còn có vô số tinh quang nối liền không dứt, liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn, thì lại là cả kinh lần nữa. Người này rốt cuộc là đệ tử Minh Hà Giáo hay là Chu Thiên Tinh Cung đây? Quanh thân của hắn tràn ngập bảo quang, hiển nhiên trong thân thể cũng có dấu vu bảo rồi. Nếu là có thể giết hắn rồi cướp lấy vu bảo ở trong cơ thể hắn, luyện nhập vào trong cơ thể của ta, ta liền có thể tu luyện tới nhân bảo hợp nhất rồi. Nếu như xử lý người này rồi lấy hết vu bảo của hắn, rồi về dung luyện ấy, lại đạt được luyện bảo thuật của hắn, tinh phiên của ta chắc chắn sẽ có thể được thành tựu kinh người. Mà lúc bấy giờ, Diệp Húc trong mắt cũng tinh quang lập lòe, thầm nghĩ trong lòng. Hạo nguyệt trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên bành trướng, ẩn ẩn tàn mát ra uy thế càng thêm cuộn trào. Bên trong hạo nguyệt, chân nguyên ngưng tụ hóa thành từng đạo mọt nước, ẩn ẩn có thanh âm sóng biển bành trướng truyền đến.
Hạo Nguyệt bát phẩm. Tạ Nghiêu Thần trong mắt tinh quang bạo phát, thầm nghĩ, trong chớp mắt liền tu luyện tới Hạo Nguyệt bát phẩm, hẳn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung rồi. Ta nắm chắc đối phó được với hắn. Bất quá bên người hắn có 7 tên huyễn đan kỳ cường giả, rất là khó giải quyết đây. Được, đợi ta đem khối vạn năm huyền thiết này triệt để luyện nhập vào trong sợi tóc đã, rồi lại đến chu sắp tán ta vậy. Tạ Ngưu Thần lúc này xoé lên khối vạn năm huyền thiết, xa xa bay đi. Lưu huyền thiết lại cho lão phu đi. Đột nhiên một đan đỉnh cự đại mãnh liệt đánh tới đỉnh đầu của Tạ Ngưu Thần. Trong đan đỉnh, một quả huyễn đan lên xuống chìm nổi, cư nhiên là một huyễn đan kỳ cường giả. Mục quang của Diệp Phúc quét tới, chỉ thấy một lão giả áo xanh đứng ở đỉnh núi đằng xa, tiến lên đan đỉnh, sắc mặt dữ tợn, tính toán đem Tạ Ngưu Thần thu vào trong đỉnh luyện hóa. Người muốn chết sao? Tạ Ngưu Thần tóc tung bay, vạn sợi tóc như kiếm, chỉ nghe tiếng khúc khích không dứt. Khẩu đan đỉnh này thình lình bị sợi tóc của hắn đâm thủng, huyền âm ma diễm trong sát na theo sợi tóc hắn chảy vào trong đan đỉnh, đốt tan luôn đan đỉnh. Huyễn đan kỳ cao thủ, ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Tạ Ngưu Thần vươn người đứng dậy, vài bước liền tới chỗ đan đỉnh của lão giả áo xanh đang đứng, bàn tay lật lên giống như kình thiên đại thủ, đột nhiên trở mình xuống, thiên nghiêng địa lệch, hung hăng mà đập rơi. Lão giả áo xanh lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng thu hồi chân nguyên, hóa thành một quả huyễn đan, giơ lên đỉnh đầu, phi thân liền đi. Tạ Ngưu Thần đại thủ sắp đến thân thể của hắn, chỉ thấy lão giả này thổ huyết không thôi, bị đánh bay đến không biết đi nơi nào. Tạ Ngưu Thần đứng ở tòa sơn đỉnh, tóc như chiếc tung bay không ngừng, đem khối huyền thiết vạn năm cùng đan đỉnh của lão giả áo xanh hết thảy đâm thủng, không ngừng luyện hóa. Xa xa hướng Diệp Húc nhìn lại, cười ha ha nói: Tình công sư huynh, ngươi xem chiêu thức ấy của ta như thế nào? Hắn cất tiếng cười to, phiêu nhiên nhi khứ. Dám hướng ta khiêu chiến, đồ không biết sống chết mà. Đừng để cho ta bắt được, nếu không đem ngươi luyện thành vũ bảo hình người. Diệp Húc một quang chớp động, gắt gao nhìn thẳng Tạ Ngưu Thần, độn đi thân hình, ôn nhu cười nói: Các vị cô nương, chúng ta đã đi tới vạn cổ ma vực rồi, vậy liền tách ra một thời gian ngắn đi, đều tự mình hành động, cướp đoạt bảo vật, các ngươi thấy như thế nào? Bọn Khúc Phi Yến lướt nhau, biết rõ Diệp Húc đối với Tạ Ngưu Thần đã động sát cơ, cười nói: Sau khi tách ra, xác thực nguy hiểm rất nhiều, nhưng ích lợi lại có thể đạt đến mức cao nhất kìa. Bất quá tiểu sư thúc, ngươi phải cẩn thận, trong vạn cổ ma vực này nguy hiểm trùng trùng, nghe nói bên trong còn có cổ ma, thiên ma các loại ngoại tộc xuất hiện kìa. Cổ ma thiên ma cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, cùng yêu tộc cũng là một trời một vực. Loại sinh linh này trời sinh thần lực lớn vô cùng, tính tình thì tàn bạo, yêu thích giết chóc, cùng một cảnh giới chân nguyên so với nhân loại còn mạnh hơn cả chục lần, thậm chí cả mấy chục lần. Bởi vậy bị gọi là ma tộc, vô luận chính ma lưỡng đạo đều xem bọn họ là đại địch. Diệp Phúc gật đầu, lúc này cùng bọn người Khúc Phi Yên tách ra, hai tay chấn động bay lên trời, hướng Tạ Ngưu Thần mà đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, dẫm ở trên hư không, đem không khí áp thành thực chất. Trên không trung chạy như điên, tốc độ so với vũ sĩ ngự khí phi hành còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Vô liêm sỉ, một hỗn nguyên kỳ tiểu tử rõ ràng lại lợi hại như vậy, suýt nữa liền muốn cái mạng già của ta rồi. Lão già áo xanh không biết từ nơi nào chui ra, ngăn trở đường đi của Diệp Húc, chú ý tới Diệp Húc chạy như điên mà đến, chứng kiến một vòng hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu của hắn, mừng rỡ trong lòng, nhe răng cười nói: Một hạo nguyệt kỳ tiểu tử rõ ràng cũng dám đi vào vạn cổ ma vực mạo hiểm sao? Muốn biết rõ chữ chết là viết như thế nào hay sao? Huyễn đan trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một đại thủ phương viên gần mẫu, răng sắc một tiếng đâm sách trời cao, hướng Diệp Húc mà chụp tới. Lão phu bị tiểu tử kia kích thương một bụng hẩn dỗi, vừa vặn bắt ngươi đến chút giận vậy. Hắn tuy bị Tạ Ngưu Thần lấy đi đan đỉnh, nhưng tu vi vẫn còn, huyễn đan kỳ tu vi đủ để áp chế bất cứ vũ sĩ nào dưới đan đỉnh kỳ. Cho dù đối phương tới lên vũ bảo cấp chấn giáo đi chăng nữa, thì hắn tự tin cũng có thể đem đối thủ nhất cử mà bắn chết. Âm âm. Đại thủ chân nguyên của hắn còn chưa đi đến bên người Diệp Húc, liền bị lực lượng cuồng bạo vô hình chấn cho đứt gãy thành từng khúc. Diệp Húc một bước liền đi đến trước mặt của lão giả áo xanh này, một quyền oanh ra, chỉ thấy một quả đấm của hắn bị chân nguyên dây dưa to như núi, mang theo lôi âm ầm ầm. Lão giả áo xanh này kinh hãi gần chết, vội vàng đem huyễn đan tới lên, ý đồ ngăn trở thiết quyền của hắn đoanh tới. Không khí kịch liệt chấn động, huyễn đan của hắn bị Diệp Húc một quyền đánh nát, nắm tay hung hăng nện ở trên thân thể của lão giả áo xanh. Thân hình áo xanh của lão giả lập tức nổ bung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngọc lâu của hắn phân giải hơn 10 điều linh mạch giống như giao long tuyết trắng,
xen lẫn hàng hà sa số tài liệu từ trên không trung mà rơi xuống. Diệp Húc vung tay áo nhất quyển, đem những linh mạch này cùng tài liệu hết thảy xoáy lên, thu vào trong ngọc lâu của mình, mục quang lạnh lạnh. Người đến cả Tạ Nghiêu Thần cũng không phải là đối thủ, còn muốn giết ta sao? Thật là chết chưa hết tội mà. Bị lão giả này ngăn trở một chút, Tạ Nghiêu Thần đã vô tung vô ảnh. Diệp Húc dừng bước lại, trầm tư nói: trong ngọc lâu của lão giả áo xanh này, tại sao có thể có nhiều linh mạch như vậy chứ? Hắn bay về phía tâm khu trong vạn cổ ma vực, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ lên, một linh mạch màu đỏ rực xuyên phá một tòa núi lớn, phi hành trên không trung. Một tiếng ầm vang lại đâm rách một tòa núi lớn, chui vào trong lòng núi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là linh mạch mấy giai mà uy năng lại cường đại như vậy vậy? Diệp Húc lắp bắp kinh hãi, lập tức biết la lịch số linh mạch của lão giả áo xanh này, hơn phân nửa là đoạt được trong vạn cổ ma vực này. Răng rắc một tiếng, một chiếc lâu thuyền phá vỡ hư không, hiện lên trên dãy núi của linh mạch đỏ rực kia, chui vào, tiến vào trong lòng núi, đuổi theo linh mạch nó. Lại có mấy người theo sát ở phía sau, cũng chui vào trong sơn động mà linh mạch lưu lại. Một người trong đó kêu lên: đây là một tam giai linh mạch, tuyệt đối không thể để cho nó lần nữa đào tẩu được. Những người này hiển nhiên là đệ tử cùng một môn phái, truy kích linh mạch này đã lâu ngày. Sao? Tam giai linh mạch sao? Linh mạch của ta dùng hết rất nhanh, không bằng thu lại linh mạch này vậy. Diệp Húc một quang chớp động, đỉnh đầu hiển hiện kiều đỉnh, bay về phía tòa núi lớn này. Vạn yêu hiện ra trên mình đỉnh, không một tiếng động, giống giận, từng móng vuốt cửa đại từ trong đỉnh thò ra, bắt lấy bốn phía núi lớn. Lên cho ta! Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu của Diệp Húc chấn động, một cỗ chân nguyên cuồn cuộn rót vào trong kiều đỉnh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi lớn này bị hắn dùng kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết mà nhổ tận gốc. Chân nguyên của hắn hùng hậu vô cùng, thi triển kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết, lực lượng nhục thân lại càng thêm cường hoành vô bì, trực tiếp dùng vô pháp nhổ tòa đại sơn lên từ trong địa mạch. Chỉ thấy những móng vuốt thò ra từ trong chín cái đỉnh, giữ chặt bốn phía của tòa đại sơn, dùng lực lôi về phía ngọc lâu của hắn. Đại sơn nứt vỡ, một chiếc lô thuyền bay ra từ vết nứt vỡ của ngọn núi. Tiếp đó lại có rất nhiều vũ sĩ cũng bay ra từ trong vết nứt, chính là những vũ sĩ lúc nãy lao vào trong lòng núi mà tìm kiếm linh mạch màu đỏ máu nọ. Những người này cảm thấy thân núi chấn động đứt gãy không ngừng, vì vậy chẳng còn kịp nghĩ đến việc truy bắt linh mạch gì đâu nữa, vội vàng từ trong lòng núi chạy thoát thân. Mọi người ai nấy cũng ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy cũng đều không khỏi biến sắc mặt. Chỉ thấy ngọn núi cao hơn 100 mét này bị vô số móng vuốt bám chặt, lôi về phía một tòa ngọc lâu. Trên những cái vuốt này phủ đầy lân phiến đủ màu sắc, có xanh, có tím, có đen, lại có cả mọc lông măng nữa. Có cái lại là lông vũ, có cái lại là vảy lân. Những cái vuốt này rõ ràng đều là các loại yêu nghiệt thời thượng cổ, sức lực cực kỳ cường hãn. Nhiều móng vuốt như thế, muốn bắt lấy ngọn núi này thật sự là quá dễ dàng, khiến người ta phải tròn mắt há miệng, không nói được lời nào. Mọi người xem đến hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy bên trên tòa ngọc lâu này là một thiếu niên mình mặc tinh bào, đại bào tung bay, trên đỉnh đầu một vòng hạo nguyệt, hai chân dẫm lên nóc ngọc lâu. Mục quang lãnh nhiên, bên trong hạo nguyệt của hắn truyền đến tiếng sóng vỗ rì rào, cư nhiên đã đạt đến trình độ hóa chân nguyên thành hỗn nguyên, luyện hạo nguyệt thành trường hà. Đây là loại vũ pháp gì vậy? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Tù vi hạo nguyệt kỳ thôi mà cư nhiên lại có thể từ trong đỉnh luyện hóa ra vạn thú, nhổ lên cả đại sơn hay sao? Ở trên thuyền, một vũ sĩ thanh niên kinh hãi mà nói: tòa đại sơn này bị Diệp Húc dùng kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết lôi vào trong không trung, chỉ thấy đất đá không ngừng rơi xuống, dần dần đến phía dưới của ngọc lâu, đang định lôi luôn nó vào trong ngọc lâu. Ngọc lâu rung động, chỉ thấy tòa đại sơn này càng càng nhỏ, non xanh nước biếc dường như bị ép cho nhỏ đến vô số lần, từ từ bị lôi vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Trưởng giáo sư Tôn, chúng ta đã đuổi theo linh mạch này 4 ngày 4 đêm rồi, vật vã sắp đến tay. Lẽ nào chưa mắt nhìn hắn thu mất sợ linh mạch tam giai này hay sao? Một vũ sĩ thanh niên trong lòng không cam tâm nhìn về phía Diệp Húc, rồi nói với một trung niên nam nhân. Trung niên nam tử nọ đứng ở đầu thuyền, sắc mặt âm tình bất định, trầm giọng mà nói: vị tiểu ca này, điều linh mạch này Thiên Nguyệt lâu đã theo đuổi nhiều ngày rồi, mong tiểu ca để mặt mà trả lại cho. Diệp Húc quái dị nhìn hắn, rồi lại tiếp tục lôi ngọn núi vào trong ngọc lâu, không thèm để ý. Trung niên nam tử mặt mang nội ý, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận nói: các hạ làm như thế e là không hợp đạo lý lắm thì phải. Sao? Đạo lý ư? Diệp Húc triệt để lôi ngọn núi vào trong ngọc lâu,
rồi nhún người nhìn vu sĩ của Thiên Nguyệt Lâu kia. Hắn nói: các ngươi đuổi theo 4 ngày 4 đêm cũng chẳng làm gì được điều linh mạch này. Ta vừa ra tay thì đã tóm được rồi. Bây giờ các ngươi lại đòi ta phải trả lại, là ai không nói đạo lý đây? Chà, cần gì phải nói nhiều với hắn như vậy, cứ giết chết hắn, linh mạch ắt về tay, đỡ phải tốn sức kìa. Một thanh niên vu sĩ phía sau trung niên nam tử giận dữ mà nói: sao, muốn giết ta đoạt linh mạch ư? Diệp Húc, Mục Quang Băng Hàn quét qua hắn, không hề che giấu sát ý. Trung niên nam tử nọ giật mình một cái, đổ mồ hôi hột, vội vàng mà lên tiếng: các hạ đừng hiểu lầm, bọn ta không có ác ý đâu. Diệp Húc khừ một tiếng, quay mình bỏ đi. Trung niên nam tử lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ ra một hơi. Thanh niên vu sĩ sau lưng của hắn hậm hực nói: cha, người này ức kiếp chúng ta như vậy, người lại cứ nhiên nuốt hắn. Một tiểu vu sĩ hạo nguyệt kỳ mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Không cần người xuất thủ, chỉ cần mình con cũng có thể xử lý hắn ta rồi. Dám thối mà. Trung niên nam tử kia lên tiếng dạy dỗ: các ngươi ai có thể nhổ được ngọn núi đó lên đây? Loại thần thông này ta cũng không dễ gì tiếp được. Ngươi lên chẳng phải là mỡ miệng dâng miệng mèo hay sao? Cho dù chúng ta cũng cùng lên, chắc gì đã là đối thủ của hắn ta chứ. Hắn đứng trên đầu thuyền nhìn xuống chỗ vốn là nơi ngọn đại sơn tọa lạc, giờ chỉ còn lại một cái hố sâu không thể dò, bốn bề nứt toác, không tự chủ được hít vào một hơi lạnh, rồi lại lên giọng dạy bảo: ở nơi như vạn cổ ma vực này có rất nhiều đệ tử của các danh môn đại phái, thực lực của những người đó không thể dùng tu vi để mà đo lường được đâu. Người mà cứ còn tự cao tự đại như vậy nữa, lỡ không ai đắc tội với một tên đệ tử nào đó của danh môn đại phái, thì Thiên Nguyệt Lâu chúng ta chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Vu sĩ thanh niên nọ vội vàng vâng dạ, thế nhưng trong lòng thì không cho là như vậy, thầm nghĩ: ta chẳng thấy tên thiếu niên vừa nãy có gì lợi hại cả. Lúc này Diệp Phúc đi đến một nơi không xa, liền từ từ hạ xuống, sợ linh mạch đỏ rực nọ chui ra khỏi ngọn núi lớn trong ngọc lâu của hắn, quằn qua quằn lại, quậy cho chảy nghiêng đất ngả. Linh mạch tam giai gần như đã có linh tính, không dễ bắt được. Có điều đã vào trong ngọc lâu của ta rồi thì dễ hơn nhiều. Ý niệm của Diệp Phúc rơi vào trong không gian ngọc lâu, trực tiếp thi triển kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết, túm lấy sợ linh mạch rồi ném vào trong ngọn đại sơn. Sau đó tâm niệm vừa động, chỉ thấy chín cái đỉnh uỳnh uỳnh chuyển động, từng con yêu nghiệt thượng cổ từ trong đỉnh bay ra, xông vào trong lòng núi. Chỉ thấy trên thân ngọn đại sơn chớp mắt xuất hiện đồ án của từng con thượng cổ yêu thú. Trên đồ ấn có chân nguyên dũng mãnh dũng động, phát ra trận trận uy năng, đem sợ linh mạch khóa chặt trong đại sơn. Hắc Hùng đứng ở cách đó không xa, cao giọng lên tiếng: lão già, hai con tằm của ngươi đã lớn rồi, đừng có để cho chúng phá nát linh điền của ta kìa. Diệp Húc nghe thấy thế thì thoáng giật mình, vội vàng nhìn về phía hai con tằm, chỉ thấy chúng một màu kim vàng chói lọi, lớp da trên trở nên cực kỳ mỏng manh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có 6 cặp cánh đang đập không ngừng, đang không ngừng mà ăn tằm con. Hai con kim tằm 6 cánh sắp chào đời rồi sao? Trong lòng của Diệp Húc không khỏi mụng vui mừng. Kim tằm 6 cánh vừa chào đời đã có thực lực tương đương với cao thủ đan đỉnh kỳ đỉnh phong, hơn nữa khả năng trưởng thành của kim tằm 6 cánh cực cao, có thể thông qua việc không ngừng cắn nuốt những con tằm và các tài liệu khác nhằm nâng cao uy lực của bản thân. Nếu có thể bồi dưỡng đến tình trạng toàn thịnh thì sẽ không hề kém so với cao thủ đã luyện ra được nguyên đan. Khác với kim tằm 4 cánh, kim tằm 4 cánh dễ bị chân hỏa của vu sĩ khắc chế, còn kim tằm 6 cánh thì không hề xem chân hỏa ra gì, chỉ có cửu đại thần hỏa mới có thể tạo thành tổn thương cho nó mà thôi. Quan trọng nhất là hắn có thể thoải mái bồi dưỡng kim tằm 6 cánh với số lượng lớn. Thử nghĩ mà xem, hàng ngàn, hàng vạn con kim tằm 6 cánh có thực lực tương đương với cường giả nguyên đan kỳ cùng lúc tấn công địch thủ thì sẽ là hình ảnh như thế nào đây? Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là loại tằm trùng này chính là bảo vật tốt nhất mà ta có được kìa. Diệp Húc chất chất nhẫn tình thầm nghĩ: có điều kim tằm 6 cánh quá là khó nuôi. Hai con kim tằm này hóa kén đã mất 1 năm thời gian rồi, đến tận lúc này mới thành thục, thời gian nuôi dưỡng quá dài, thế này thì quá lãng phí. Hai con kim tằm 6 cánh này đã từng bị hắn tế luyện qua một lần, nên không cần phải lo lắng kim tằm sẽ tạo phản giống lần trước nữa. Diệp Húc vừa rời khỏi ngọc lâu thì liền thấy có hơn 10 vũ sĩ đang từ xa vội vàng vàng bay về phía thâm khu của vạn cổ ma vực. Những người này ai nấy đều tế ra bảo tháp phủ xuống từng đạo quang mang đầy màu sắc, thậm chí có mấy người còn tế ra cả nguyên đan, hào hùng sinh huy tản mát ra uy năng thánh khiết. Vũ sĩ chính đạo quả thực là chính khí hùng mạnh hơn cả ma đạo ta. Càng dễ có nhân duyên, có thể thấy đạo đức tốt thì được nhiều người giúp mà.
ta cũng phải trở thành một nhân sĩ chính đáo, có nhiều thiện duyên mới được. Diệp Húc tìm kiếm tài liệu, moi ra được một miếng hắc khôi bảo ngọc, dùng thái dương chân hỏa tế luyện một lần. Một lát sau đã thấy một tòa hắc ngọc bảo tháp 5 tầng ra đời. Tòa bảo tháp này là một kiện vũ bảo cực kỳ mơ hồ, hình dáng thì không khác gì so với thương thiên hắc ngọc tháp 5 tầng của vũ sĩ chính đạo. Có điều nó không hề có diệu dụng của bảo tháp, bên trong không có không gian để chứa vật, chỉ có được cái mẽ ngoài mà thôi. Diệp Húc tế lên bảo tháp, chân nguyên dung nhật vào trong, phủ xuống một đạo tinh quang màu đen. Ta lại cải tà quy chính nữa rồi. Bất quá, hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu của ta quả thật là quá chói mắt mà. Tiếc là kiểu chuyển nguyên công tầng thứ hai, chân nguyên chuyển biến lần thứ ba đều là màu đen cả, không thể sửa được. Diệp Húc than thở, đột nhiên bên trong một tòa đại sơn ở gần đấy vang lên một tiếng chấn động kịch liệt. Một cục đá thật to màu đỏ lửa, hình dạng như trái tim từ trong núi bay ra, đục thành một cái lỗ thật to ở trên thân núi, phát ra cự âm cu tu cu tu. Viên cự thạch này cư nhiên giống hệt trái tim, đang đập không ngừng. Xích tích kỳ mẫu, đây có thể là bảo vật cùng phẩm giai với vạn niên thiết mẫu, còn tốt hơn vạn niên huyền thiết kìa, thâm cốc thiết tinh còn tốt hơn. Ở đây cư nhiên có một viên xích tinh kim mẫu to như vậy, có được xích tinh kim mẫu này, ta có thể dễ dàng luyện chế phôi đỉnh cho đan đỉnh rồi. Diệp Húc khô miệng, nhớ mình lên, trên thân mình hình thành một đạo cô quang, thỏ tay bắt lấy xích tinh kim mẫu. Cũng cùng lúc đấy, lại có hai vũ sĩ đan đỉnh kỳ cũng phát hiện viên xích tinh kim mẫu này, vừa vàng bay về phía sân cốc bên dưới, triển khai đủ loại thủ đoạn, tế ra cả đan đỉnh, định lôi xích tinh kim mẫu này vào trong đỉnh. Ca sát một tiếng, đột nhiên có một đại thủ đen thui từ trên không chụp xuống, uy lực cực kỳ cường đại. Đại thủ đen thui chụp xuống liền tóm được hai vũ sĩ đan đỉnh kỳ nọ, rồi dùng lực bóp một phát, chỉ thấy hai tiếng bụp bụp nối tiếp vang lên, đại thủ màu đen đã giật ra đan đỉnh của hai người, rồi còn tiện tay ném luôn ra xa. Vũ pháp thật lợi hại. Diệp Húc không khỏi kinh hãi, người triển khai đại thủ màu đen này chắc hẳn là cao thủ vũ pháp cực kỳ cường đại. Vào khoảnh khắc mà chủ nhân của đại thủ hình rắn màu đen đối phó với hai vũ sĩ đan đỉnh kỳ, thì Diệp Húc đã nắm được thời cơ, lao đến cự thạch hình trái tim mà cách đó không xa. Hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu thò ra một bàn tay chân nguyên chộp về phía xích tinh kim mẫu. Chỉ thấy xích tinh kim mẫu chấn động một cái, ngàn vạn đạo kim khí xạ ra, hệt như ngàn vạn đạo phi kiếm sắc bén, chặt nát đại thủ chân nguyên của hắn. Viên xích tinh kim mẫu này đã có linh tính. Diệp Húc không kịp suy nghĩ nhiều, đang muốn cưỡng chế thu lại xích tinh kim mẫu thì chỉ thấy năm ngón tay của đại thủ nọ lại triển khai như một đám mây từ trên trời giáng xuống, chộp về phía hắn, định bắt cả người lẫn đá vào. Vạn xà yêu quyết, thế gian lại có người có thể đem môn vũ pháp này tu luyện tới loại trình độ này sao? Diệp Húc cất cao nhìn thẳng đại thủ màu đen đang rơi xuống, chỉ thấy tạo thành đại thủ này là ngàn vạn đầu đại xà, mỗi một đầu đại xà hình thái đều có chỗ bất đồng nhau, chủng loại cũng không giống nhau, thiên hình vạn trạng. Vạn xà yêu quyết bị khai phá đến loại trình độ này, hoàn toàn có thể nói là đạt tới cực hạn, không còn bất cứ một ai có thể có tạo nghệ vượt qua người này trong môn vũ pháp này. Đại thủ màu đen từ trên trời giáng xuống, yêu nguyên tràn ngập rầm rộ, từ trên đỉnh đầu Diệp Húc một cái đại đỉnh nhảy ra, bên trong cũng thỏ ra một cái đại thủ, nhưng lại là do vô số hắc giao xây dựng mà thành, đồng dạng cũng là giống như đúc, yêu khí lành lạnh. Hai cái đại thủ màu đen ở giữa không trung hạ xuống, phảng phất có hai cự nhân thân cao ngàn trượng song song thỏ tay ra, rất là thân mật bắt tay, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng năng lượng bộc phát trong đó lại khủng bố đến cực điểm. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ hắc giao bịch một tiếng nát bấy, bàn tay rắn màu đen cũng bị hắc giao đại thủ này quấy đến rách tung tóe, rụt trở về. Khó có được, thật sự là khó có được mà, rõ ràng có thể chống cự vạn xà yêu quyết mà ta phát ra bên ngoài 50 dặm. Một thanh âm bá đạo xa xa truyền đến cười to nói, nguyên lai là vũ pháp cao thủ của Trung Châu Hạ Gia, có trách có thể tiếp được một kích của ta. Ta bây giờ đang phải đối phó với đệ tử của đại âm Phạm Lôi Tử, không rảnh đối phó với ngươi. Khối xích tinh kim mẫu này tạm thời giao lại cho ngươi bảo quản, đợi ta diệt trừ xong cao thủ đại phạm âm Lôi Tử rồi lại đến giết ngươi vậy. Lại có một thanh âm to, thật to truyền đến nói, xà yêu vương, cùng ta động thủ ngươi còn chần chừ, thực là muốn chết mà. Nếu không phải là ta thấy ngươi tu hành không dễ, tính toán thu phục ngươi làm linh thú canh cửa động phủ của ta, thì ngươi đã sớm chết mấy lần rồi. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, dùng tu vi của hắn vô pháp ra ngoài 20 dặm,
sẽ đánh mất uy lực. Chỉ tính trên điểm này thôi, hắn liền xa xa không kịp xà yêu vương kia rồi. Hơn nữa, đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự tinh tu Liên Hoa Thánh Pháp, thực lực cường đại. Xà yêu vương có thể vừa cùng đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự quyết đấu, lại vừa có thể ra tay đối phó với chính mình, thực lực thật sự là khủng bố. Xà yêu vương này ở ngoài 50 dặm đối chiến cùng đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự, lại vẫn còn có thể thi triển ra vu pháp, uy thế lại mạnh đến như vậy, thực lực cực đoan đến cường hãn. Bất quá xích tinh kim mẫu rơi vào trong tay của ta, hắn còn muốn đoạt lại, đó là tuyệt đối không có khả năng rồi. Kiểu định vạn pháp yếu quyết, thu lại cho ta. Đỉnh đầu Diệp Húc hiện ra 9 khẩu đại đỉnh, đem khối xích tinh kim mẫu này bao lại. Chỉ thấy xích tinh kim mẫu hướng ra phía ngoài bắn ra vô cùng đạo kiếm quang, quả thực là trời sinh là một kiện vũ bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Những kiếm quang này đâm vào vách đá, mặc dù dùng uy lực của kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết cũng chấn ép không được. Diệp Húc thúc giục 9 đỉnh hóa thành 3 ngụm đại đỉnh, lúc này mới đem hắn chấn áp. Kim mẫu trầm trọng vô cùng, cơ hồ còn muốn trầm trọng hơn so với toàn núi lớn mà mới vừa rồi bị Diệp Húc lấy đi. Diệp Húc cố hết sức tân tân khổ khổ, rút cục đem hắn kém vào trong ngọc lâu. Hắn thu hồi 9 đỉnh, chỉ thấy cái khối xích tinh kim mẫu này còn đang mạnh mẽ đâm tới. Trong gian nhà ở ngọc lâu, tầng thứ nhất của hắn phi hành, thùng thùng rung động, bắn ra từng đạo kiếm quang. Bảo vật cấp bậc vạn niên thiết mẫu rõ ràng lợi hại đến như vậy, khó trách là có thể đủ để dưỡng dục kim tinh khí bảo vật mà. Không biết cái khối kim mẫu này có dưỡng dục ra kim tinh khí hay không đây. Diệp Húc lấy ra Thái Dương tinh phiên, hướng xích tinh kim mẫu đâm tới, chỉ nghe đinh một tiếng, hỏa quang văng khắp nơi, tinh phiên lại không cách nào đâm rách khối kim mẫu này được. Diệp Húc lập tức huy vũ tinh phiên, Thái Dương chân hỏa tuôn ra, hướng xích tinh kim mẫu mà đốt tới. Khối xích tinh kim mẫu đong một tiếng chấn động, lại đem Thái Dương chân hỏa đánh sơ xác, nhờ đó chân hỏa phiêu tán, căn bản không cách nào mà cận thân luyện hóa được. Hắn lại thử mấy lần, trong nội tâm không khỏi chán nản, lúc này thu lại Thái Dương tinh phiên, như trước để trong luyện Thái Dương của mình. Hắn thầm nghĩ, tu vi của ta quá thấp, còn chưa thể khống chế khối kim loại này. Nếu là ta tu luyện tới Hỗn Nguyên kỳ, chân nguyên quy về hỗn độn thì có thể nắm chắc khối xích tinh kim mẫu này chấn áp, thông dong mà luyện hóa. Tu vi phải nhanh chóng tăng lên tu vi thôi, nếu không có nhiều bảo vật hơn nữa cũng đều là vô dụng cả. Diệp Húc tiến lên bảo tháp, đi thẳng về hướng trung tâm của vạn cổ ma vực, chỉ thấy số lượng vu sĩ ở đó dần dần nhiều hơn. Những người này đến từ các môn phái, có chính có tà, cũng có yêu tộc. Đến cả đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tử cùng với yêu tộc cao thủ cũng đều tới đây. Xem ra cái di tích mới khai phá vạn cổ ma vực này đã biến thành chiến trường thí luyện cho đệ tử của các đại môn phái rồi. Nơi này hiện giờ nguy hiểm nặng nề, ta ở trong này phải tiểu tâm cẩn thận, miễn cho lật thuyền ở trong mương. Diệp Húc thậm chí chứng kiến còn có mấy gương mặt thân quen nữa. Ồ, Huyết Thần Báo bảo chú La Ẩn cũng tới sao? Còn có La Sắt Môn môn chủ Liễu Như Nhứ, trưởng môn của những môn phái này tự mình đến đây. Hơn phân nữa là nghe nói trong di tích cổ vạn cổ ma vực này có đại lượng bảo tàng, bởi vậy mới đến thám hiểm đây. Những người này đã từng tìm mọi cách làm nhục ta, lại còn phái ra đệ tử đuổi giết ta, thù sâu như biển. Bất quá ta hôm nay tu vi còn thấp, chưa phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Húc cưỡng chế dàn xuống sát ý, đột nhiên chỉ thấy một vu sĩ tướng mạo đường đường bay đến một nơi trước người hắn nửa dặm, liền ngừng lại, chắp tay cười nói: "Vị huynh đài này, trong vạn cổ ma vực nguy hiểm nặng nề, tại hạ tính toán tìm đồng bạn cùng một chỗ đi vào thâm khu của vạn cổ ma vực này. Xin hỏi sâu huynh có hứng thú hay không?" Diệp Húc ngẩng đầu dò xét, chỉ thấy trên đỉnh đầu người này có bảo tháp thanh quang hạo thiên 6 tầng, chính khí nghiêm nghị, chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu hào hạo đãng đãng tuôn chảy không thôi, trong sông lôi quang ngưng tụ thành nước rất là kinh người. Vội vàng mà cười nói: "Ồ, tiểu đệ chính là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tên là Diệp Tần, lần đầu xuống núi, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào?" "Nguyên lai là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa." Vu sĩ nghiêm nghị này động dung, vội vàng chắp tay mà nói: "Tại hạ Thanh Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Sư." Hắn đi lên phía trước, ha ha cười nói: "Diệp Tần lão đệ, có hứng thú liên thủ xông vào vạn của ma vực một lần hay không? Chỗ đó tụ tập rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ kìa, đang tìm kiếm bảo khố của tự cổ đại phái này. Bất quá bên trong tụ tập rất nhiều thiên ma cổ ma, nhất thời là không cách nào nắm bắt được. Đợi bọn hắn công phá, chúng ta liền có thể liên thủ đi vào vơ vét bảo bối." Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Ở đây chỉ là bên ngoài của vạn cổ ma vực, liền có nhiều bảo vật như vậy. Nếu như có thể tiến vào trong bảo khố của tượng cổ đại phái này thì thu hoạch khẳng định là kinh người.
Tống Cao Đức đi đến trước người của hắn, đột nhiên trở mặt, tế lên một tấm lụa đỏ, giống như đại mãng, gắt gao đem Diệp Húc cuốn lấy, nhai răng cười nói. Lại lừa được một tên, còn bà nó chứ, lần này câu được con cá lớn rồi, là đại đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa kìa. Diệp Húc ngạc nhiên nghi ngờ nói. Tống huynh, đây là có ý gì vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ làm hỏng giao tình của Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Thanh Thành Sơn các ngươi hay sao? Giao tình chó má gì chứ. Tống Cao Đức dưng dưng đắc ý cười to mà nói. Tiểu tử, cho ngươi được chết minh bạch. Tòa Hạo Thiên Bảo Tháp 6 tầng này của lão tử là giả, chính là lão tử dùng vạn niên thanh ngọc tạo thành, tạo hình mà thành thôi, chuyên dùng để lừa gạt bọn nhóc chính đạo môn phái giống như các ngươi vậy. Nói cho ngươi biết, lão tử chính là Vạn Kiếp Môn Tống Cao Đức, cùng Thanh Thành Sơn không có nửa điểm quan hệ gì cả, càng không biết Cao Nguyệt là ai cả. Đoạn đường này đã có một nhóm lớn chính đạo vũ sĩ chết trong tay của lão tử rồi. Ồ, thì ra là vậy. Diệp Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ, chắc chắn nhắn tình nói. Thường Thiên Hắc Ngọc Tháp 5 tầng trên đầu của tiểu đệ cũng là giả. Sao? Không thể nào. Tống Cao Đức ngẩn ngơ, vẻ mặt không tin, vội vàng lấy tay sờ sờ lên toàn Thương Thiên Bảo Tháp kia trên đầu của Diệp Húc, lập tức đấm ngực dậm chân, thở dài mà nói. Gặp được đồng liêu. Hắn vội vàng đem mảnh lụa đỏ thu hồi, lúng ta lúng túng nói. Lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, lại nói tiếp chúng ta vẫn là đồng đạo, mong rằng huynh đệ không nên trách tội. Huynh đệ, xin hỏi ngươi là cao hiền của môn phái nào vậy? Diệp Húc khách khí nói. Hoàng Tuyền Thánh Tông, Diệp Thiếu Bảo, gặp qua Tống huynh. Tống Cao Đức nghiêm nghị nói. Nguyên lai là cao hiền của Hoàng Tuyền Thánh Tông. Có trách ca, tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi năm đó chính là lão gia hỏa, ý nghĩ sâu xa đầy mình, gài bẫy một nhóm người lớn, nguyên lai là danh sư xuất cao đồ mà. Diệp Húc sau nửa ngày không nói gì, Tống Cao Đức cười nói. Diệp lão đệ, Vạn Kiếp Môn ta cùng với các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông đồng dạng, thân là một trong 6 phái, thời đại giao hảo, không bằng hai người chúng ta liên thủ ở trong vạn cổ ma vực này làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa đi. Vạn Kiếp Môn chính là môn phái bài danh thứ 2 trong lục phái, nội tình còn trên cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Tâm pháp chấn giáo của môn phái này tên là Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, chính là một trong vài loại cấm pháp cao cấp nhất của. Nghe nói tu luyện loại tâm pháp này, vu sĩ mỗi lần tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có một lần thiên kiếp hàng lâm. Có thể nói vu sĩ của môn phái này hết thảy đều là phát triển dưới hoàn cảnh bị lôi phách trời giáng. Những vu sĩ Vạn Kiếp Môn sau nhiều lần bị lôi phách mà không chết sẽ trở nên vô cùng cường đại. Tu vi của Tống Cao Đức đã tu luyện tới Hỗn Nguyên Thất Phẩm, hắn đã vượt qua 52 thiên kiếp, đã trúng 52 lần lôi phách, rõ ràng như trước không chết, thực lực khẳng định là cực kỳ kinh người. Diệp Phúc nghiêm mặt nói. Tiểu đệ cũng có ý đó. Hai người dắt tay nhau mà đi. Tống Cao Đức cười nói. Đợi gặp được người trong chính đạo, ta lên trước cùng hắn nói chuyện, Diệp lão đệ ngươi sau điện. Như trước, nó là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Loại cái chuyện này ta làm thuần thục rồi, ngươi đừng có nói gì cả, miễn cho lộ ra chân ngựa kìa. Diệp Húc gật đầu nói. Loại chuyện này ta làm xác thực cũng không nhiều lắm, tùy Tống huynh phân phó vậy. Hai người đi thẳng về phía trước. Tống Cao Đức trước mắt đột nhiên sáng ngời, chép miệng cười nói. Diệp lão đệ, có thấy thanh niên vũ sĩ gương mặt lạnh lùng phía trước kia không? Nhìn thủ đoạn của vi huynh đây. Hắn thẳng hướng thanh niên vũ sĩ kia bay đi, cười nói. Vị huynh đài này, tại hạ Thanh Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Thiền Sư. Trong vạn cổ ma vực nguy hiểm trùng trùng, tại hạ tính toán tìm đồng bạn, mọi người cũng là người trong chính đạo. Thanh niên áo xanh này nghe vậy, sắc mặt đột biến, lạnh lùng mà nói. Ta cũng là môn hạ của Cao Nguyệt Thiền Sư, vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Tống Cao Đức thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy thanh niên áo xanh này đột nhiên tiến lên một ngụm đan đỉnh, bao hắn lại. Trong đỉnh, vạn thiên đạo lôi quang ngưng tụ thành một mảnh lôi trì. Trong lôi trì một khỏa huyễn đan như nước điên cuồng hướng Tống Cao Đức quanh khứ, đưa hắn oanh cho kêu thảm thiết liên tục. Vũ sĩ thiếu đạo đức của Vạn Kiếp Môn, rõ ràng dám ngụy trang thành người trong chính đạo bọn ta sao? Diệp Húc thấy thế, cảm giác không ổn, vội vàng từ xa bay tới, nguyên công vận chuyển, thân hình lập tức trở nên khô gầy như trúc, đại thủ hướng Tống Cao Đức ngang nhiên chụp tới, điềm nhiên mà nói. Người này là yêu nghiệt của Vạn Kiếp Môn, đã ngụy trang thành người trong chính đạo ta, hại chết một đám vũ sĩ. Vị sư huynh phái Thanh Thành này, tại hạ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Diệp Tân, chúng ta liên thủ diệt trừ người này. Bàn tay to của hắn thăm dò thẳng vào trong lôi quang, một chưởng đem Tống Cao Đức quật ngã, lập tức đại thủ một chảo đem vũ sĩ thiếu đạo đức này mà chộp ở trong tay.
Tên thanh niên tuấn kiệt của Thanh Thành Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Không sợ lôi pháp của ta thâm nhập lôi trì, quả nhiên là kiểu chuyển nguyên công. Tại hạ Thanh Thành Sơn Cao Nguyệt Thiền Sư, môn hạ Lý Chí Lâm." Hắn còn chưa nói xong chỉ thấy một mảnh lụa đỏ pang một tiếng hạ xuống, trói chặt hắn lại. Lý Chí Lâm vừa sợ vừa giận, quát lên một tiếng lớn, muốn tế lên đan đỉnh, lần nữa triển khai lôi trì. Diệp Húc cùng Tống Cao Đức nhất tề tiến lên, hai người hạ sát thủ, liên thủ hướng hắn mà công tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 52 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.